Hai anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình lại giới thiệu cho anh em thêm một nhân vật cuối cùng mà mình chưa giới thiệu ở phiên bản hiện tại luôn ha. Đá Elizabeth. Cục đá này ra mắt trước cả Thế Linh nhưng mà lúc đó mình off cho nên xui anh em đó thôi ha. Skill quân đoàn tinh linh hộ vệ. Skill này có hai lần kích hoạt. Lần đầu kích hoạt kỹ năng sẽ triệu hồi một vài tinh linh đá nhỏ. Số lượng sẽ được tăng lên nếu cấp sao của Elizabeth tăng. Mỗi cấp sao cung cấp thêm một tinh linh đá. Ở lần thứ hai, Elizabeth thu hồi những tinh linh đá để triệu hồi, gây sát thương bằng sát thương phép trong phạm vi 3x3 ô của cục đá nhỏ kèm thêm hiệu ứng choáng trong 1 giây. 21 là số lượng tinh linh đá nhỏ tối đa xuất hiện ở trên chiến trường. Đá nhỏ có 10% máu tối đa và sức mạnh phép thuật của Elizabeth. Ellie tèo thì đá nhỏ cũng tèo luôn ha. Lên level 4, Ellie khiêu khích mục tiêu bị đá nhỏ đánh. Level 8, đá nhỏ tèo thì Ellie sẽ được heal 5% máu tối đa. Năng lực thức tỉnh của em này là tinh linh bảo vệ. Nếu Ellie nhận sát thương bằng hoặc lớn hơn 25% trong cùng một lần sẽ triệu hồi 2 đá nhỏ. Đoạn này nếu mà mình nói nhanh quá hay là anh em chưa hiểu thì anh em có thể vô game đọc lại hoặc là comment dưới mình sẽ trả lời ha. Đoạn này thì mình mới thêm vào nha, tại vừa edit video xong thì Ellie nó update thêm một cái năng lực thức tỉnh thứ hai, hơi thở cuối cùng. Skill ở lần dùng thứ hai sẽ lập tức kích hoạt khi mà những tinh linh đá nhỏ tèo ha. Thay vì thu hồi cả đám thì con nào tèo con nó nổ luôn. Con này khá phù hợp với cái đội hình đông dân rất lâu về trước mà mình có nói rồi ha. Ở cái đội hình có con Rie với con Mara á, mà cái đội hình đông dân nó được khá là nhiều người sử dụng trong chiến trường ác chiến mặc dù nó bị nớp rồi. Cổ vật mang theo quả hư vô vận hàng là 10 điểm luôn, tại nó giống với con Mara hay là con Rie. Cái hiệu ứng của cái cổ vật này nó cứ đông là nó sẽ tận dụng được 100% sức mạnh. Nãy ở cái đoạn edit đó thì mình nói em này build tank với kích hoạt hiệu ứng thì ok, chứ còn mà để làm DPS thì hơi khó. Thì bây giờ em nó có thể DPS luôn rồi khi mà sử dụng cái năng lực thức tỉnh thứ hai ha. Còn năng lực thức tỉnh thứ nhất thì mình phải kích hoạt skill ở lần thứ hai với việc có đủ đá nhỏ nó mới có hiệu quả. Mà đá nhỏ thì nó lại yếu, nó y chang cái phân thân của con Mara, nên em cứ build kích hoạt hiệu ứng cổ vật với tank thôi là ok rồi. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào anh em có thể để dưới phần comment cho mình. Ở video sau mình sẽ mở lại chuyên mục trả lời một số thắc mắc ở cuối video ha. Ok, cho mình xin một like và sub. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.